bên bờ sông Tiêu Tương, nơi vùng đất quan họ xưa kia đã lưu truyền một câu chuyện về tình yêu sâu sắc của chàng lái đò Trương Chi dành cho vị tiểu thư quyền quý, khiến người đời sau mãi cảm động không nguôi. Chào thầy, thầy cho tôi hỏi với, thầy hay đi lại nhiều nơi, chẳng hay thầy có biết căn lầu cao bên sông này là của ai không ạ? Đó là lầu của nhà quan huyện, nghe đâu vốn được xây để làm nơi tiếp đón các văn nhân mặt khách tới vùng này. Bây giờ cô con gái quan huyện đang ở đó thì phải. Vâng, tôi vẫn thấy một cô gái hay đứng trên lầu, giờ mới biết đó là con gái quan huyện. Cậu đừng báo với tôi là cậu phải lòng cô tiểu thư ấy rồi nha. Không không, tôi nào dám, tôi vẫn biết phận mình, chỉ là một tên lái đò nghèo hèn, đâu dám với cao. Tiểu thư ơi, tiểu thư có giấu thì em cũng thấy hết rồi, tranh vẽ một người con trai. Là ai vậy tiểu thư? Người cho em biết đi mà, em thề sẽ không nói với lão gia đâu. Thôi, ta cũng chẳng giấu em làm gì, đúng là ta đã vẽ một chàng trai. Không phải đây là người thổi sáo mỗi chiều đấy sao? Hình như là một người lái đò. Trời ơi, tiểu thư đã thương anh ta rồi hả? Ta biết điều này là không thể. Cha ta đã 5 lần 7 lượt nói về việc gả ta cho những công tử nhà giàu có khác. Nhưng mà ta... Ngày tháng dần qua, sự nhớ nhung của mị nương dành cho chàng trai thổi sáo ngày càng sâu nặng, giữ mãi tâm tư không thể cất thành lời. Mị nương ngày càng héo mòn rồi sinh bệnh. Sắc mặt và huyết mạch đều kém, nhưng lạ thay, không thấy biểu hiện bệnh trạng rõ rệt. Dạ, không dám giấu gì thầy. Thật ra là từ lúc về đây, tiểu thư mới sinh bệnh ạ. Con không dám nói chắc, nhưng mà con nghĩ là do người lái đò ở trên sông này á. Cứ lúc nào có tiếng sáo của anh ta thì tiểu thư lại tươi tỉnh lên, còn không thì cả ngày cứ ủ dột không buồn ăn uống. Thì ra là vậy. Nếu đã là tâm bệnh, vậy thì phải hóa giải từ khúc mắc ở trong lòng. Sao? Thầy bảo con gái ta đã đi tương tư tên lấy đò à? Thưa vâng, tôi đoán rằng đó là nguyên nhân tiểu thư bị bệnh. Tôi nghĩ muốn trị dứt căn bệnh này chỉ còn một cách, đó là cho mời hắn đến đây bưng thuốc cho tiểu thư. Không được, tiểu thư nhà ta quyền quý lá ngọc cành vàng, ai lại đi phải là một tên khố rách áo ôm chứ. Nhưng đó là cách duy nhất để chữa được tâm bệnh cho tiểu thư. Hơn nữa, anh ta chỉ đến đây bưng thuốc, sẽ không dám mạo phạm đến tiểu thư đâu. Thôi được, nếu đó là cách duy nhất để giúp mị nương hết bệnh thì thôi, trăm sự nhờ thầy. Thế là từ ấy, mỗi ngày chàng Trương Chi lại được giao mang thuốc đến cho mị nương. Biết chàng là người thổi sáo trên sông, mị nương rất muốn được nhìn dung mạo của chàng, nhưng Trương Chi đều từ chối. Tiểu thư vẫn mê muội cái anh Trương Chi đấy sao? Nhưng mà em nghe dân làng bảo anh ta có gương mặt xấu xí vô cùng, đến nỗi phải đội nón che kính để không làm khách đi đò khiếp sợ đó. Đúng vậy, ta đã nói chàng hãy để cho ta biết mặt, nhưng lần nào chàng cũng chỉ đem thuốc để trên bàn rồi vội vàng đi mất. Chàng bảo chàng xấu xí, nhưng ta đâu có quan tâm đến điều đó. Một người có tiếng sáo hay như vậy lại không tham vinh hoa phú quý, ắt hẳn là một trang quân tử. Nhưng mà thưa tiểu thư, anh ta chỉ là một người lái đò, lão gia sẽ không đời nào cho phép đâu. Ta biết, nhưng mà ta vẫn yêu chàng. Dù cha có hứa hôn ta với ai cũng vậy, cha thương ta lắm. Ta tin nếu như ta kiên trì, người sẽ phải hồi tâm chuyển ý thôi. Có chuyện gì mà tôi trông anh hôm nay dường như vui hơn hẳn mỗi ngày thế? Không giấu gì thầy, hôm nay tôi đã biết rằng vị tiểu thư kia, nàng ấy cũng thương tôi thầy ạ. Dù chưa trò chuyện, nhưng nàng bảo người có tiếng sáo hay như tôi hẳn là một người tốt. Anh có thấy bông trăng chiếu trên mặt nước kia không? Bông trăng trên mặt nước rất đẹp, nhưng khi cậu khua mái chèo xuống nước, bông trăng ấy cũng tan đi. Đôi khi có những thứ rất đẹp, nhưng chỉ để ngắm nhìn, còn chạm đến rồi lại biết nó chẳng phải là sự thật. Thầy đang nói là tình cảm của nàng với tôi cũng chỉ giống như bóng trăng trên mặt nước thôi sao? Ta không rõ, nhưng ta chỉ biết một điều, có thể vị tiểu thư kia đang yêu không phải là cậu, mà là tiếng sáo của cậu chàng trai trẻ ạ. Dù đã nghe lời khuyên của thầy đồ, nhưng Trương Chi vẫn không khỏi ôm hy vọng
chàng quyết định sẽ đến thổ lộ với tiểu thư tình cảm của mình. Trương Chi, chàng nói yêu ta, nhưng tại sao chàng vẫn không cho ta nhìn mặt chàng? Ta muốn thấy đôi mắt của chàng để biết liệu ta có thể tin được lời chàng vừa nói hay là không. Tôi Tiểu thư cẩn thận, kẻo dẫm phải bảnh sứ. Tiểu thư không cần nói gì cả. Tôi đã hiểu rồi. Thôi, tôi không làm phiền tiểu thư nữa. Quả là bóng trăng trên mặt nước. Mị nương, hy vọng nàng thích khúc nhạc cuối này. Sau khi bị mị nương từ chối, Trương Chi đau khổ vô cùng. Chàng tấu lên một khúc nhạc thê lương, cũng là khúc nhạc cuối cùng của cuộc đời chàng, rồi trầm mình xuống dòng sông tự vẫn. Người duy nhất thương tiếc Trương Chi là ông đồ già nọ. Người ta kể lại rằng sau khi bốc mộ cho chàng, không tìm thấy tro cốt mà chỉ thấy một khối ngọc lưu ly sáng long lanh. Khối ngọc ấy đã được đẽo thành một chén trà tuyệt đẹp, rồi được chính thầy đồ kia đem tặng cho phủ ngài quan huyện. Tiểu thư, người nghĩ gì mà thần người ra vậy? Ta nghe như có tiếng sáo đâu đây, em nói có phải không? Không, em không có nghe thấy gì hết. Tiểu thư à, người lái đò kia đã mất rồi, người dùng trà rồi nghỉ ngơi đi ạ. Trời ơi, chính ta là người đã đem gieo cho chàng hy vọng, để rồi cũng chính ta lại khiến chàng thất vọng tột cùng. Nếu không phải vì ta, có lẽ chàng vẫn có thể sống tự do tự tại với những khúc nhạc của mình. Nước mắt của mị nương khi chạm vào chén trà ngọc, bỗng chiếc chén ngọc tan ra thành nước, tựa như tình yêu và oán trách của chàng Trương Chi kết trong khối ngọc ấy cũng đã tan biến ngay khi nhận được chút lòng thương xót của nàng. Sự tích cây vạn niên thanh. Ngày xưa có gia đình bác tiểu phu sống ở một ngôi nhà nhỏ ven khu rừng nọ, cuộc sống bình yên qua ngày. Gần cả cuộc đời làm lụng vất vả mà không được đủ ăn đủ mặc, tầm tuổi này rồi tôi với bà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Mình nghèo khó nhưng ngày nào cũng được khỏe mạnh, vui vậy với con cháu thế này là phúc phần rồi mình ạ. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, giá như thần linh ban cho tôi ít may mắn thì cũng gọi là an ủi cho cả phần đời chịu nhiều thiệt thòi. Thôi, tôi lên rừng không muộn. Mình đi đường nhớ cẩn thận, không được tham những cành cối to quá, kẻo mang vác nặng nề nha. Tôi nhớ rồi. Chà, cả một cây AKB xanh tốt mà sao chỉ có mỗi một trái chín thế này, chắc chắn sẽ phải ngọt lắm đây. Tốt nhất người không nên hái, đó là trái trường sinh đó, người có biết không? Người là ai? Ta là thần coi giữ việc trường sinh. Chà, trước nay tôi cứ tưởng vị thần nào cũng phải có râu và tóc bạc, nhưng trong người vẫn còn rất trẻ trung. Ta là vị thần trẻ trung nhất, nhưng ta lại nhiều tuổi nhất trong số các vị thần. Ta trẻ mãi không già. Xin thần trường sinh cho tôi được hái trái AKB này. Tôi đã làm việc cực nhọc gần hết đời người, nhưng chưa bao giờ được may mắn. Xin cho tôi được hưởng niềm hạnh phúc hiếm hoi này. Đây là sổ sinh mệnh. Ai bảo ngươi trường sinh là hạnh phúc và may mắn? Hãy coi đây, cứ 100 năm mới có người gặp được trái AKB này. 100 năm? Phải, 9.900 năm trước, 99 người đã gian dĩ ta, nhưng ta e rằng ngươi cũng sẽ ân hận như họ mất thôi. Nhưng thưa thần trường sinh, như vậy là tôi thực sự là người may mắn. Trong vòng vạn năm nay, chỉ có tôi là người gặp được ngài. Xin ngài hãy cho tôi hái trái trường sinh này, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Xin người hãy cho tôi được trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Sao ngươi ngang bướng vậy? Nhưng thôi, nếu ngươi nghĩ sự trường sinh là hạnh phúc,
thì hãy ăn trái Akebi đó đi. Ngươi sẽ được toại nguyện, ngươi sẽ trẻ trung mãi mãi, thần chết sẽ không bao giờ dám đụng tới nhà ngươi. Tuy nhiên, một ngày kia ngươi sẽ hối hận. Nỗi ân hận nào cũng trễ muộn, nhưng ta ban cho ngươi một đặc ân. Khi nào ngươi thấy trường sinh không còn là hạnh phúc nữa, hãy đến đây tìm gặp ta. Đa tạ thần trường sinh. Tức khắc, Bác Tiều Phu như thấy có một dòng máu thanh xuân đang chảy trong người mình. Bác trẻ lại như một chàng trai hơn 20 tuổi. Mái tóc nhuốm bạc của bác trở nên đen nhánh, đôi mắt xưa kia nhăn nheo nay đã trở nên tinh anh, già bát mịn và căng bóng sức sống. Mình chỉ ăn nửa trái Akebi này thôi, còn nửa trái mình sẽ mang về cho bà lão. Chắc chắn bà ấy sẽ trẻ trung như mình thôi. Anh là ai? Trời ơi, mình không nhận ra tôi sao? Tôi là chồng của mình hồi trẻ đây. Mình nhìn kỹ lại xem nào. Trời ơi, là mình. Đúng là mình hồi trẻ rồi. Nhưng sao lại có thể như vậy? Không lẽ tôi đang nằm mơ sao? Mình có tin không? Tôi vừa gặp được thần trường sinh, người cho tôi một quả Akebi này. Nếu ai ăn nó sẽ được trẻ trung mãi mãi, không bao giờ chết. Tôi để phần cho mình một nửa đây. Mình mau ăn đi. Sao không thấy điều gì xảy ra với tôi vậy? Mình cố đợi thêm tí nữa xem nào. Chờ đợi cả ngày trời mà tôi chẳng có thay đổi gì. Chắc là trái Akebi này không linh nghiệm với tôi rồi. Có lẽ phép màu chỉ có tác dụng với người tự tay hái nó mà thôi. Thôi, cũng là số phận rồi. Nhưng dù mình có không trẻ trung lại, tôi cũng sẽ ở bên cạnh mình suốt đời. Giờ có sức khỏe, tôi sẽ chăm chỉ làm lụng để cả nhà ta có cuộc sống sung túc hơn. Nhiều năm sau, cha ơi, cha mau về nhà ngay. Có chuyện gì mà gấp gáp thế con trai? Có lẽ hôm nay mẹ không xong rồi. Cha về kịp gặp mẹ lần cuối đi ạ. Trời ơi, mình ơi, sao mình ở rời bỏ tôi thế này? Tôi là người phàm thì tránh sao được sinh lão bệnh tử. Không có tôi ở bên cạnh, mình hãy cố gắng gượng sống để lo cho các con các cháu. Đã đến giờ rồi, bà lão mau đi theo tôi. Xin thần chết hãy thương thương cho vợ tôi, được ở bên tôi ít ngày nữa. Không được, số phận của vợ nhà ngươi chỉ đến được đây thôi, không thể chờ thêm được. Bà lão đã ra đi thanh thản, còn mình thì ở lại âu sầu với nỗi đau chia ly cách biệt. Rất nhiều năm sau. Thật là trái với lẽ tự nhiên, người tiều phu thì trẻ trung, cháu chắc ông ta thì đã già cả thế kia rồi. Nghe ông bà tôi kể lại, ông ấy đã ăn được quả trường sinh nên được ban cho sự bất tử. Tuổi của ông ấy phải gấp mấy lần tôi ấy chứ. Làm đảo lộn quy luật của trời đất, âu cũng chẳng phải là điều gì tốt lành đâu. Ông ơi, thời khắc rời khỏi cõi trần của cháu đã đến rồi. Ông ở lại giữ gìn sức khỏe. Xin người hãy đem tôi đi cùng với cháu trai tôi. Chứng kiến vợ và các con các cháu tôi lần lượt ra đi thế này, lòng tôi đau như cắt. Chẳng phải trước kia ngươi từng sợ sẽ đến ngày ta đón ngươi đi hay sao? Ta không thể chống lại được thần trường sinh. Trời ơi, giờ ta mới thấm thía nỗi cô đơn và nỗi đau tột cùng khi người thân lần lượt mất đi. Sự bất tử này là món quà hay sự trừng phạt của thần trường sinh đây? Không, ta phải đi tìm thần trường sinh mới được. Thần trường sinh, xin người hãy hiện ra giúp tôi với. Nào, ngươi có việc gì cần đến ta? Có phải là ngươi ân hận khi đã coi sự trường sinh là hạnh phúc rồi phải không?
Thưa dân, tôi đã thấm thía được ý nghĩa của quy luật sinh lão bệnh tử, là khi tôi và vợ mình được cùng nhau già đi, chứng kiến con cháu lớn lên sum vầy, tôi không thể sống mãi trên đời này trong cô độc. Ta sẽ ghi vào sổ sinh tử, trong số 100 người được gặp trái Akebi Trường Sinh trong một vạn năm qua, ngươi là kẻ thứ 100 chán ghét. Trường sinh đâu phải cái đích mà loài người cần đến. Bất cứ ai muốn trả lại sự trường sinh đều phải chịu sự đau đớn. Ngươi phải trả lại dòng máu thanh xuân giả tạo đang chảy trong cơ thể ngươi. Hãy đưa tay đây. Máu của bác chảy đến đâu, ở đó mọc lên những vòng dây leo xanh tươi. Chúng là những dây vạn niên thanh, không bao giờ chết, nhờ dòng máu thanh xuân mà bác Tiều Phu trả lại. Sau cùng thì bác Tiều Phu cũng đã toại nguyện. Bác đã được trở lại tuổi già, nhưng lúc này bác không còn sợ cái chết nữa, vì bác hiểu được rằng cuối cuộc đời vất vả, cái chết chính là phần thưởng chờ đợi ta để nghỉ ngơi. Sự tích Hoa Tường Vi. Ngày xưa, vào một ngày đẹp trời, vương quốc nọ vô cùng hân hoan khi cùng chào đón công chúa nhỏ Tường Vi chào đời. Bà tiên đỡ đầu của công chúa đã đến rồi, mong người hãy ban cho tiểu công chúa những lời chúc bình an và hạnh phúc. Đức vua, ta rất tiếc khi phải thông báo với ngài một điều rằng công chúa của ngài sau này lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp và tài năng. Thế nhưng cuộc đời của công chúa sẽ gặp nhiều bất hạnh. Bà nói sao? Đó là do thần số phận đã an bài. Ta chỉ có thể báo trước cho đức vua, để ngài có thể tránh được cho công chúa phần nào. Con của ta. Không thể được. Ta không bao giờ cho phép bất kỳ một điều gì khiến con ta bất hạnh được. Thế nhưng năm công chúa vừa tròn 7 tuổi, hoàng hậu vì quá lo lắng cho con nên đã qua đời. Công chúa nhỏ của ta, thật khó để có thể bảo vệ được con trước tất cả mọi tai ương. Chi bằng ta xây cho con một lâu đài khác ở một vùng đất thật bình an, để tránh xa mọi hung tà nguy hiểm. 15 năm sau, vì đường tới lâu đài của Tường Vi xa xôi cách trở, nên đức vua đã sai thuê chàng tiều phu Ami khỏe khoắn đều đặn mỗi tuần chuyển những cánh thư của ông đến cho công chúa. Lại được đến gặp công chúa rồi. Nhận được thư của đức vua, chắc nàng sẽ mừng lắm. Công chúa bé nhỏ ngày nào giờ đã xinh đẹp biết bao. Không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, công chúa Tường Vi còn có giọng hát vô cùng thánh thót, nhưng lại mang một vẻ buồn bã, u sầu. Mỗi khi tiếng hát của nàng cất lên vang khắp núi đồi, thì chim chóc ngừng hót, gió ngừng thổi để lắng nghe. Tiếng đồn về nàng công chúa Tường Vi ngày một vang xa, khiến cho bao nhiêu trai tráng lẫn vua quan khắp nơi muốn kết duyên cùng nàng. Trong số đó có vị vua trẻ Han Sê của vương quốc láng giềng. Ta muốn đến vùng núi hẻo lánh kia khám phá xem nhan sắc nàng công chúa được đồn thổi bấy lâu như thế nào. Quyết tâm chiêm ngưỡng dung nhan nàng công chúa, vị vua trẻ Han Sê không ngại ngần cải trang thành thường dân để tiến sang vương quốc láng giềng. Trời ơi, người có nghe thấy không? Tiếng hát thật làm say đắm lòng người. Đi theo lối kia. Quả là một nhan sắc hiếm có. Được lắm, nhất định nàng ấy sẽ phải thuộc về ta. Thật ra hôm nay tôi đến đây là mong muốn được kết giao cùng vương quốc của ngài. Ngài hãy gả con gái của ngài cho tôi, để làm cho tình giao hảo của hai vương quốc ngày càng thêm gắn kết. Vị vua trẻ Han Sê này nổi tiếng là người cao ngạo và thủ đoạn. Công chúa nhỏ bé lương thiện của ta gả cho người như vậy thì cũng không thể yên tâm được. Nhưng nếu từ chối không khéo thì sẽ ảnh hưởng quan hệ hai vương quốc. Thôi thì
Hành Xê, được ngài để mắt đến con gái nhỏ của ta thật là điều diễm phúc. Nhưng công chúa của ta tuổi đời còn trẻ, vốn lại mang theo bên mình lời tiên tri không được tốt đẹp cho lắm. Không sao, ta sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng ấy. Quả thật con gái ta còn non nớt, khi nào nó đủ 18 tuổi, ta nhất định sẽ cân nhắc đến lời đề nghị ngày hôm nay. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Tường Vi bỗng mang bệnh lạ. Đức vua vô cùng lo lắng, cho mời rất nhiều thầy thuốc giỏi đến chữa bệnh cho con, nhưng ai nấy đều phải bó tay. Không một ai trong các ngươi chữa bệnh được cho công chúa ư? Ở trung thần vô dụng, mong đức vua tha mạng. Ôi, con gái của ta, chẳng lẽ không còn cách nào cứu được con nữa sao? Tiền đỡ đầu, bà đến rồi, làm ơn bà hãy cứu lấy công chúa đi. Đây chính là loài hoa sẽ cứu mạng được công chúa. Nhưng loài hoa này chỉ mọc ở trên đỉnh núi giữa hai vực thẳm và một ngọn thác phía tây vương quốc. Cần phải có người dũng cảm mang đóa hoa về đây. Xem kìa, đức vua sẽ trọng thưởng cho ai mang được hoa thần về cứu công chúa. Lên đỉnh núi giữa hai vực thẳm và ngọn thác phía tây ư? Chỗ đó là chỗ chết chứ đâu phải là nơi đi có thể trở về được. Tin tức về căn bệnh của công chúa Tường Vi và loài hoa cứu mạng công chúa cũng được nhà vua truyền đến vương quốc của Han Xê. Thế nhưng, thay vì lo lắng cho công chúa, thái độ của Han Xê lại hết sức thờ ơ. Công chúa Tường Vi bị bệnh rồi sao? Chắc chắn sẽ có người đi lấy loài hoa cứu mạng nàng ấy thôi. Còn ta, cứ đợi đến năm nàng đủ 18 tuổi, thì kiểu gì nàng cũng là vợ của ta rồi. Tất cả những chàng trai vương tôn công tử trước kia để ý đến Tường Vi, chẳng một ai muốn liều mạng đi kiếm loài hoa trên đỉnh núi. Nhưng vẫn còn một người rất lo lắng cho Tường Vi. Hả? Bệnh của công chúa Tường Vi nguy kịch đến vậy rồi ư? Không, ta không thể để một cô gái yếu đuối chịu cảnh đau đớn vì bệnh tật như vậy được. Bất chấp đường xá xa xôi và đầy rẫy nguy hiểm, Ambi vẫn một lòng một dạ hướng về phía công chúa mà tiến bước. May quá, suýt chút nữa thì mình mất mạng rồi. Gắng lên, mình không thể bỏ cuộc. Từ nhỏ, công chúa Tường Vi đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mình không thể để công chúa chịu thêm bất cứ bất hạnh nào nữa. Vậy là nhờ có bông hoa của Ambi mang về, công chúa Tường Vi đã được cứu mạng. Là chàng đã liều mạng mình để cứu ta sao? Công chúa khỏe mạnh trở lại là tốt rồi, ta có mạo hiểm một chút cũng xá gì đâu. Cảm kích trước tấm lòng của Ambi, công chúa Tường Vi đã rung động với chàng và xin vua cha được lấy chàng làm chồng. Về phần nhà vua, ông cũng rất quý mến anh chàng tiều phu gan dạ, hết lòng vì công chúa của mình, nên đã gật đầu đồng ý. Ta đường đường là vua của một vương quốc, mà ông ta coi ta không bằng một tên tiều phu hố rách áo ôm ư? Cho rằng mình bị sỉ nhục, đức vua Han Xê ngay lập tức cho quân kéo sang vương quốc láng giềng gây chiến. Dạ thưa đức vua, xin người hãy để con dẫn quân ra chặn đầu đoàn quân của họ ạ. Được, ta chờ tin tốt lành từ con. Tường Vi, ta phải lên đường dẹp giặc đây. Nàng hãy ở lại bình an nha, ta nhất định sẽ trở về với nàng. Chàng nhớ về với thiếp nha, mong chàng hãy bảo trọng và trở về an toàn. Thiếp ở nhà mong tin của chàng. Tiến lên! Muôn tàu đức vua, đội quân của phò mã Ambi đã bị thua trận rồi. Nhưng vua Han Xê không dẫn quân hướng về phía hoàng cung. Người nói sao? Chẳng nhẽ người đâu? Chuẩn bị ngựa và binh sĩ theo ta. Mau tìm bằng được công chúa Tường Vi ra đây cho ta.
chúa, người hãy cẩn thận. Chết rồi, nhanh chân lên công chúa. Công chúa Tường Vi, rất tiếc khi gặp phải công chúa trong hoàn cảnh này, nhưng số trời đã định, nàng là của ta. Không được động đến con gái của ta. Thì ra ngài là đức vua Hanse vương quốc láng giềng, nhưng xin ngài hiểu cho, ta và ngài chưa hề có hẹn ước gì, nên ta không bao giờ là người của ngài hết. Và hơn cả, ta đã có chồng rồi. Trọn đời này của ta chỉ có một mình chàng ấy là chồng của ta mà thôi. Chồng của nàng đã chết rồi, hắn đã bại trận dưới lưỡi kiếm của ta. Ngài, ngài giết chàng ấy rồi sao? Ta chỉ có một người là chồng duy nhất mà thôi. Thưa cha, con xin lỗi cha, người đã cố gắng lo lắng cho con nhiều quá rồi. Con sẽ đi theo chồng để bảo toàn hòa bình cho đất nước. Sau lời từ biệt, công chúa Tường Vi tung mình vào dòng thác bạc cuồn cuộn và mất tích trong dòng nước ồ ạt phía sau. Đức vua và Hanse kinh ngạc hét lên: Tường Vi, Tường Vi! Từ chỗ ấy về sau, người ta thấy một loại cây lạ mọc lên. Loại cây ấy ra hoa y hệt đóa hoa trắng mà chàng tiều phu Ambi đã tìm về cứu nàng, chỉ khác là có màu đỏ thắm. Cảm thương cho số phận nhiều điều bất hạnh của Tường Vi, bà tiên đỡ đầu đã ban cho bông hoa sự kiên cường để nó nở rộ bền bỉ bên dòng thác dữ. Cũng từ đó, nếu người lữ khách nào vô tình ngang qua soi nhìn dòng nước, sẽ thấy bóng phản chiếu của những đóa hoa mang màu mắt long lanh y hệt đôi mắt của nàng. Từ đó, hoa mang tên là Tường Vi, để tưởng nhớ đến nàng công chúa Chung Thủy. Bên bờ sông Tiêu Tương, nơi vùng đất quan họ xưa kia, đã lưu truyền một câu chuyện về tình yêu sâu sắc của chàng lái đò Trương Chi dành cho vị tiểu thư quyền quý, khiến người đời sau mãi cảm động không nguôi. Chào thầy, thầy cho tôi hỏi với, thầy hay đi lại nhiều nơi, chẳng hay thầy có biết căn lầu cao bên sông này là của ai không ạ? Đó là lầu của nhà quan huyện, nghe đâu vốn được xây để làm nơi tiếp đón các văn nhân mặt khách tới vùng này. Bây giờ cô con gái quan huyện đang ở đó thì phải. Vâng, tôi vẫn thấy một cô gái hay đứng trên lầu, giờ mới biết đó là con gái quan huyện. Cậu đừng bảo với tôi là cậu phải lòng cô tiểu thư ấy rồi nha. Không không, tôi nào dám, tôi vẫn biết phận mình, chỉ là một tên lái đò nghèo hèn, đâu dám với cao. Tiểu thư ơi, tiểu thư có giấu thì em cũng thấy hết rồi, tranh vẽ một người con trai. Là ai vậy tiểu thư? Người cho em biết đi mà, em thề sẽ không nói với lão gia đâu. Thôi, ta cũng chẳng giấu em làm gì, đúng là ta đã vẽ một chàng trai. Không phải đây là người thổi sáo mỗi chiều đấy sao? Hình như là một người lái đò. Trời ơi, tiểu thư đã thương anh ta rồi hả? Ta biết điều này là không thể. Cha ta đã 5 lần 7 lượt nói về việc gả ta cho những công tử nhà giàu có khác, nhưng mà ta... Ngày tháng dần qua, sự nhớ nhung của mị nương dành cho chàng trai thổi sáo ngày càng sâu nặng, giữ mãi tâm tư không thể cất thành lời. Mị nương ngày càng héo mòn rồi sinh bệnh. Sắc mặt và huyết mạch đều kém, nhưng lạ thay, không thấy biểu hiện bệnh trạng rõ rệt. Dạ, không dám giấu gì thầy, thật ra là từ lúc về đây, tiểu thư mới sinh bệnh ạ. Con không dám nói chắc, nhưng mà con nghĩ là do người lái đò ở trên sông này á, cứ lúc nào có tiếng sáo của anh ta thì tiểu thư lại tươi tỉnh lên, còn không thì cả ngày cứ ủ dột không buồn ăn uống. Thì ra là vậy, nếu đã là tâm bệnh vậy thì phải hóa giải từ khúc mắc ở trong lòng. Sao thầy bảo, thầy bảo con gái ta đã đi tương tư tên lấy đò à? Thưa vâng, tôi đoán rằng đó là nguyên nhân tiểu thư bị bệnh. Tôi nghĩ muốn trị dứt căn bệnh này chỉ còn một cách, đó là cho mời hắn đến đây bưng thuốc cho tiểu thư. Không được, tiểu thư nhà ta quyền quý lá ngọc cành vàng, ai lại đi phải là một tên khố rách áo ôm chứ.
nhưng đó là cách duy nhất để chữa được tâm bệnh cho tiểu thư. Hơn nữa, anh ta chỉ đến đây bưng thuốc, sẽ không dám mạo phạm đến tiểu thư đâu. Thôi được, nếu đó là cách duy nhất để giúp bị nương hết bệnh thì thôi, chăm sự nhờ thầy. Thế là từ ấy, mỗi ngày chàng Trương Chi lại được giao mang thuốc đến cho Mỹ Nương. Biết chàng là người thổi sáo trên sông, Mỹ Nương rất muốn được nhìn dung mạo của chàng, nhưng Trương Chi đều từ chối. Tiểu thư vẫn mê mụi cái anh Trương Chi đấy sao? Nhưng mà em nghe dân làng bảo anh ta có gương mặt xấu xí vô cùng, đến nỗi phải đội nón che kính để không làm khách đi đò khiếp sợ đó. Đúng vậy, ta đã nói chàng hãy để cho ta biết mặt, nhưng lần nào chàng cũng chỉ đem thuốc để trên bàn rồi vội vàng đi mất. Chàng bảo chàng xấu xí, nhưng ta đâu có quan tâm đến điều đó. Một người có tiếng sáo hay như vậy lại không tham vinh hoa phú quý, ắt hẳn là một trang quân tử. Nhưng mà thưa tiểu thư, anh ta chỉ là một người lái đò, lão gia sẽ không đời nào cho phép đâu. Ta biết, nhưng mà ta vẫn yêu chàng. Dù cha có hứa hôn ta với ai cũng vậy, cha thương ta lắm. Ta tin nếu như ta kiên trì, người sẽ phải hồi tâm chuyển ý thôi. Có chuyện gì mà tôi trông anh hôm nay dường như vui hơn hẳn mỗi ngày thế? Không giấu gì thầy, hôm nay tôi đã biết rằng vị tiểu thư kia, nàng ấy cũng thương tôi thầy ạ. Dù chưa trò chuyện, nhưng nàng bảo người có tiếng sáo hay như tôi hẳn là một người tốt. Anh có thấy bông trăng chiếu trên mặt nước kia không? Bông trăng trên mặt nước rất đẹp, nhưng khi cậu khua mái chèo xuống nước, bông trăng ấy cũng tan đi. Đôi khi có những thứ rất đẹp, nhưng chỉ để ngắm nhìn, còn chạm đến rồi lại biết nó chẳng phải là sự thật. Thầy đang nói là tình cảm của nàng với tôi cũng chỉ giống như bóng trăng trên mặt nước thôi sao? Ta không rõ, nhưng ta chỉ biết một điều, có thể vị tiểu thư kia đang yêu không phải là cậu, mà là tiếng sáo của cậu chàng trai trẻ ạ. Dù đã nghe lời khuyên của thầy đồ, nhưng Trương Chi vẫn không khỏi ôm hy vọng. Chàng quyết định sẽ đến thổ lộ với tiểu thư tình cảm của mình. Trương Chi, chàng nói yêu ta, nhưng tại sao chàng vẫn không cho ta nhìn mặt chàng? Ta muốn thấy đôi mắt của chàng để biết liệu ta có thể tin được lời chàng vừa nói hay là không. Tôi... Tiểu thư cẩn thận, kẻo dẫm phải mảnh sứ. Tiểu thư không cần nói gì cả. Tôi đã hiểu rồi. Thôi, tôi không làm phiền tiểu thư nữa. Quả là bóng trăng trên mặt nước. Mỹ Nương, hy vọng nàng thích khúc nhạc cuối này. Sau khi bị Mỹ Nương từ chối, Trương Chi đau khổ vô cùng. Chàng tấu lên một khúc nhạc thê lương, cũng là khúc nhạc cuối cùng của cuộc đời chàng, rồi trầm mình xuống dòng sông tự vẫn. Người duy nhất thương tiếc Trương Chi là ông đồ già nọ. Người ta kể lại rằng sau khi bốc mộ cho chàng, không tìm thấy tro cốt mà chỉ thấy một khối ngọc lưu ly sáng long lanh. Khối ngọc ấy đã được đẽo thành một chén trà tuyệt đẹp, rồi được chính thầy đồ kia đem tặng cho phủ ngài quan huyện. Tiểu thư, người nghĩ gì mà thần người ra vậy? Ta nghe như có tiếng sáo đâu đây, em nói có phải không? Không, em không có nghe thấy gì hết. Tiểu thư à, người lái đò kia đã mất rồi, người dùng trà rồi nghỉ ngơi đi ạ. Trời ơi, chính ta là người đã đem gieo cho chàng hy vọng, để rồi cũng chính ta lại khiến chàng thất vọng tột cùng. Nếu không phải vì ta, có lẽ chàng vẫn có thể sống tự do tự tại với những khúc nhạc của mình. Nước mắt của Mỹ Nương khi chạm vào chén trà ngọc, bỗng chiếc chén ngọc tan ra thành nước, tựa như tình yêu và oán trách của chàng Trương Chi kết trong khối ngọc ấy cũng đã tan biến ngay khi nhận được chút lòng thương xót của nàng. Sự tích cây vạn niên thanh. Ngày xưa có gia đình bác tiểu phu sống ở một ngôi nhà nhỏ ven khu rừng nọ, cuộc sống bình yên qua ngày. Gần cả cuộc đời làm lụng vất vả mà không được đủ ăn đủ mặc, tầm tuổi này rồi tôi với bà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Mình nghèo khó
nhưng ngày nào cũng được khỏe mạnh, vui vậy với con cháu thế này là phúc phần rồi mình ạ. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, giá như thần linh ban cho tôi ít may mắn thì cũng gọi là an ủi cho cả phần đời chịu nhiều thiệt thòi. Thôi, tôi lên rừng không muộn. Mình đi đường nhớ cẩn thận, không được tham những cành cối to quá, kẻo mang vác nặng nề nha. Tôi nhớ rồi. Chà, cả một cây AKB xanh tốt mà sao chỉ có mỗi một trái chín thế này, chắc chắn sẽ phải ngọt lắm đây. Tốt nhất người không nên hái, đó là trái trường sinh đó, người có biết không? Người là ai? Ta là thần coi giữ việc trường sinh. Dạ, trước nay tôi cứ tưởng vị thần nào cũng phải có râu và tóc bạc, nhưng trong người vẫn còn rất trẻ trung. Ta là vị thần trẻ trung nhất, nhưng ta lại nhiều tuổi nhất trong số các vị thần. Ta trẻ mãi không già. Xin thần trường sinh cho tôi được hái trái AKB này. Tôi đã làm việc cực nhọc gần hết đời người, nhưng chưa bao giờ được may mắn. Xin cho tôi được hưởng niềm hạnh phúc hiếm hoi này. Đây là sổ sinh mệnh. Ai bảo ngươi trường sinh là hạnh phúc và may mắn? Hãy coi đây, cứ 100 năm mới có người gặp được trái AKB này. 100 năm? Phải, 9.900 năm trước, 99 người đã gian dĩ ta, nhưng ta e rằng ngươi cũng sẽ ân hận như họ mất thôi. Nhưng thưa thần trường sinh, như vậy là tôi thực sự là người may mắn. Trong vòng vạn năm nay, chỉ có tôi là người gặp được ngài. Xin ngài hãy cho tôi hái trái trường sinh này, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Xin người hãy cho tôi được trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Sao ngươi ngang bướng vậy? Nhưng thôi, nếu ngươi nghĩ sự trường sinh là hạnh phúc, thì hãy ăn trái AKB đó đi. Ngươi sẽ được toại nguyện, ngươi sẽ trẻ trung mãi mãi, thần chết sẽ không bao giờ dám đụng tới nhà ngươi. Tuy nhiên, một ngày kia ngươi sẽ hối hận. Nỗi ân hận nào cũng trễ muộn, nhưng ta ban cho ngươi một đặc ân. Khi nào ngươi thấy trường sinh không còn là hạnh phúc nữa, hãy đến đây tìm gặp ta. Đa tạ thần trường sinh. Tức khắc, Bác Tiều Phu như thấy có một dòng máu thanh xuân đang chảy trong người mình. Bác trẻ lại như một chàng trai hơn 20 tuổi. Mái tóc nhuốm bạc của bác trở nên đen nhánh. Đôi mắt xưa kia nhăn nheo, nay đã trở nên tinh anh, già bác mịn và căng bóng sức sống. Mình chỉ ăn nửa trái AKB này thôi, còn nửa trái mình sẽ mang về cho bà lão. Chắc chắn bà ấy sẽ trẻ trung như mình thôi. Anh là ai? Trời ơi, mình không nhận ra tôi sao? Tôi là chồng của mình hồi trẻ đây. Mình nhìn kỹ lại xem nào. Trời ơi, là mình. Đúng là mình hồi trẻ rồi. Nhưng sao lại có thể như vậy? Không lẽ tôi đang nằm mơ sao? Mình có tin không? Tôi vừa gặp được thần trường sinh, người cho tôi một quả AKB này. Nếu ai ăn nó sẽ được trẻ trung mãi mãi, không bao giờ chết. Tôi để phần cho mình một nửa đây, mình mau ăn đi. Sao không thấy điều gì xảy ra với tôi vậy? Mình cố đợi thêm tí nữa xem nào. Chờ đợi cả ngày trời mà tôi chẳng có thay đổi gì. Chắc là trái AKB này không linh nghiệm với tôi rồi. Có lẽ phép màu chỉ có tác dụng với người tự tay hái nó mà thôi. Thôi, cũng là số phận rồi. Nhưng dù mình có không trẻ trung lại, tôi cũng sẽ ở bên cạnh mình suốt đời. Giờ có sức khỏe, tôi sẽ chăm chỉ làm lụng để cả nhà ta có cuộc sống sung túc hơn. Nhiều năm sau, cha ơi, cha mau về nhà ngay. Có chuyện gì mà gấp gáp thế con trai? Có lẽ hôm nay mẹ không xong rồi. Cha về kịp gặp mẹ lần cuối đi ạ. Trời ơi, mình ơi, sao mình ở đời bỏ tôi thế này?
tôi là người phàm thì tránh sao được sinh lão bệnh tử. Không có tôi ở bên cạnh, mình hãy cố gắng gượng sống để lo cho các con các cháu. Đã đến giờ rồi, bà lão mau đi theo tôi. Xin đừng chết, hãy thương thương cho vợ tôi, được ở bên tôi ít ngày nữa. Không được, số phận của vợ và ngươi chỉ đến được đây thôi, không thể chờ thêm được. Bà lão đã ra đi thanh thản, còn mình thì ở lại âu sầu với nỗi đau chia ly cách biệt. Rất nhiều năm sau. Thật là trái với lẽ tự nhiên, người tiều phu thì trẻ trung, cháu chắc ông ta thì đã già cả thế kia rồi. Nghe ông bà tôi kể lại, ông ấy đã ăn được quả trường sinh nên được ban cho sự bất tử. Tuổi của ông ấy phải gấp mấy lần tôi ấy chứ. Làm đảo lộn quy luật của trời đất, âu cũng chẳng phải là điều gì tốt lành đâu. Ông ơi, thời khắc rời khỏi cõi trần của cháu đã đến rồi. Ông ở lại giữ gìn sức khỏe. Xin người hãy đem tôi đi cùng với cháu trai tôi. Chứng kiến vợ và các con các cháu tôi lần lượt ra đi thế này, lòng tôi đau như cắt. Chẳng phải trước kia ngươi từng sợ sẽ đến ngày ta đón ngươi đi hay sao? Ta không thể chống lại được thần trường sinh. Trời ơi, giờ ta mới thấm thía nỗi cô đơn và nỗi đau tột cùng khi người thân lần lượt mất đi. Sự bất tử này là món quà hay sự trừng phạt của thần trường sinh đây? Không, ta phải đi tìm thần trường sinh mới được. Thần trường sinh, xin người hãy hiện ra giúp tôi với. Nào, ngươi có việc gì cần đến ta? Có phải là ngươi ân hận khi đã coi sự trường sinh là hạnh phúc rồi phải không? Thưa dân, tôi đã thấm thía được ý nghĩa của quy luật sinh lão bệnh tử, là khi tôi và vợ mình được cùng nhau già đi. Chứng kiến con cháu lớn lên sum vầy, tôi không thể sống mãi trên đời này trong cô độc. Ta sẽ ghi vào sổ sinh tử, trong số 100 người được gặp trái AKB trường sinh trong một vạn năm qua, ngươi là kẻ thứ 100 chán ghét. Trường sinh đâu phải cái đích mà loài người cần đến. Bất cứ ai muốn trả lại sự trường sinh đều phải chịu sự đau đớn. Ngươi phải trả lại dòng máu thanh xuân giả tạo đang chảy trong cơ thể ngươi. Hãy đưa tay đây. Máu của bác chảy đến đâu, ở đó mọc lên những vòng dây leo xanh tươi. Chúng là những dây vạn niên thanh, không bao giờ chết, nhờ dòng máu thanh xuân mà bác tiều phu trả lại. Sau cùng thì bác tiều phu cũng đã tọa nguyện. Bác đã được trở lại tuổi già, nhưng lúc này bác không còn sợ cái chết nữa, vì bác hiểu được rằng cuối cuộc đời vất vả, cái chết chính là phần thưởng chờ đợi ta để nghỉ ngơi. Sự tích Hoa Tường Vi. Ngày xưa, vào một ngày đẹp trời, vương quốc nọ vô cùng hân hoan khi cùng chào đón công chúa nhỏ Tường Vi chào đời. Bà tiên đỡ đầu của công chúa đã đến rồi, mong người hãy ban cho tiểu công chúa những lời chúc bình an và hạnh phúc. Đức vua, ta rất tiếc khi phải thông báo với ngài một điều rằng công chúa của ngài sau này lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp và tài năng. Thế nhưng cuộc đời của công chúa sẽ gặp nhiều bất hạnh. Bà nói sao? Đó là do thần số phận đã an bài. Ta chỉ có thể báo trước cho đức vua, để ngài có thể tránh được cho công chúa phần nào. Con của ta. Không thể được, ta không bao giờ cho phép bất kỳ một điều gì khiến con ta bất hạnh được. Thế nhưng năm công chúa vừa tròn 7 tuổi, hoàng hậu vì quá lo lắng cho con nên đã qua đời. Công chúa nhỏ của ta, thật khó để có thể bảo vệ được con trước tất cả mọi tai ương, chi bằng
ta xây cho con một lâu đài khác ở một vùng đất thật bình an để tránh xa mọi hung tà nguy hiểm. 15 năm sau, vì đường tới lâu đài của Tường Vi xa xôi cách trở, nên đức vua đã sai thuê chàng tiều phu Ami khỏe khoắn đều đặn mỗi tuần chuyển những cánh thư của ông đến cho công chúa. Lại được đến gặp công chúa rồi. Nhận được thư của đức vua, chắc nàng sẽ mừng lắm. Công chúa bé nhỏ ngày đầu giờ đã xinh đẹp biết bao. Không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, công chúa Tường Vi còn có giọng hát vô cùng thánh thót, nhưng lại mang một vẻ buồn bã, u sầu. Mỗi khi tiếng hát của nàng cất lên vang khắp núi đồi, thì chim chóc ngừng hót, gió ngừng thổi để lắng nghe. Tiếng đồn về nàng công chúa Tường Vi ngày một vang xa, khiến cho bao nhiêu trai tráng lẫn vua quan khắp nơi muốn kết duyên cùng nàng. Trong số đó có vị vua trẻ Hanse của vương quốc láng giềng. Thà muốn đến vùng núi hẻo lánh kia khám phá xem nhan sắc nàng công chúa được đồn thổi bấy lâu như thế nào. Quyết tâm chiêm ngưỡng dung nhan nàng công chúa, vị vua trẻ Hanse không ngại ngần cải trang thành thường dân để tiến sang vương quốc láng giềng. Trời ơi, người có nghe thấy không? Tiếng hát thật làm say đắm lòng người. Đi theo lối kia. Wow, quả là một nhan sắc hiếm có. Được lắm, nhất định nàng ấy sẽ phải thuộc về ta. Thật ra hôm nay tôi đến đây là mong muốn được kết giao cùng vương quốc của ngài. Ngài hãy gả con gái của ngài cho tôi, để làm cho tình giao hảo của hai vương quốc ngày càng thêm gắn kết. Vị vua trẻ Hanse này nổi tiếng là người cao ngạo và thủ đoạn. Công chúa nhỏ bé lương thiện của ta gả cho người như vậy thì cũng không thể yên tâm được. Nhưng nếu từ chối không khéo thì sẽ ảnh hưởng quan hệ hai vương quốc. Thôi thì Hanse, nước ngài để mắt đến con gái nhỏ của ta thật là điều diễm phúc. Nhưng công chúa của ta tuổi đời còn trẻ, vốn lại mang theo bên mình lời tiên tri không được tốt đẹp cho lắm. Không sao, ta sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng ấy. Quả thật con gái ta còn non nớt, khi nào nó đủ 18 tuổi ta nhất định sẽ cân nhắc đến lời đề nghị ngày hôm nay. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Tường Vi bỗng mang bệnh lạ. Đức vua vô cùng lo lắng, cho mời rất nhiều thầy thuốc giỏi đến chữa bệnh cho con, nhưng ai nấy đều phải bó tay. Không một ai trong các ngươi chữa bệnh được cho công chúa ư? Ở trung thần vô dụng, mong đức vua tha mạng. Ôi, con gái của ta, chẳng lẽ không còn cách nào cứu được con nữa sao? Tiền đỡ đầu, bà đến rồi. Làm ơn bà hãy cứu lấy công chúa đi. Đây chính là loài hoa sẽ cứu mạng được công chúa. Nhưng loài hoa này chỉ mọc ở trên đỉnh núi giữa hai vực thẳm và một ngọn thác phía tây vương quốc. Cần phải có người dũng cảm mang đóa hoa về đây. Xem kìa, đức vua sẽ trọng thưởng cho ai mang được hoa thần về cứu công chúa. Lên đỉnh núi giữa hai vực thẳm và ngọn thác phía tây ư? Chỗ đó là chỗ chết chứ đâu phải là nơi đi có thể trở về được. Tin tức về căn bệnh của công chúa Tường Vi và loài hoa cứu mạng công chúa cũng được nhà vua truyền đến vương quốc của Hanse. Thế nhưng thay vì lo lắng cho công chúa, thái độ của Hanse lại hết sức thờ ơ. Công chúa Tường Vi bị bệnh rồi sao? Chắc chắn sẽ có người đi lấy loài hoa cứu mạng nàng ấy thôi. Còn ta cứ đợi đến năm nàng đủ 18 tuổi thì kiểu gì nàng cũng là vợ của ta rồi. Tất cả những chàng trai vương tôn công tử trước kia để ý đến Tường Vi, chẳng một ai muốn liều mạng đi kiếm loài hoa trên đỉnh núi. Nhưng vẫn còn một người rất lo lắng cho Tường Vi. Hả? Bệnh của công chúa Tường Vi nguy kịch đến vậy rồi ư? Không, ta không thể để một cô gái yếu đuối chịu cảnh đau đớn vì bệnh tật như vậy được. Bất chấp đường xá xa xôi và đầy rẫy nguy hiểm,
Ambi vẫn một lòng một dạ hướng về phía công chúa mà tiến bước. May quá, suýt chút nữa thì mình mất mạng rồi. Gắng lên, mình không thể bỏ cuộc. Từ nhỏ, công chúa Tường Vi đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mình không thể để công chúa chịu thêm bất cứ bất hạnh nào nữa. Vậy là nhờ có bông hoa của Ambi mang về, công chúa Tường Vi đã được cứu mạng. Là chàng đã liều mạng mình để cứu ta sao? Công chúa khỏe mạnh trở lại là tốt rồi. Ta có mạo hiểm một chút cũng xá gì đâu. Cảm kích trước tấm lòng của Ambi, công chúa Tường Vi đã rung động với chàng và xin vua cha được lấy chàng làm chồng. Về phần nhà vua, ông cũng rất quý mến anh chàng tiều phu gan dạ, hết lòng vì công chúa của mình nên đã gật đầu đồng ý. Ta đường đường là vua của một vương quốc mà ông ta coi ta không bằng một tên tiều phu hố rách áo ôm. Cho rằng mình bị sỉ nhục, đức vua Hanse ngay lập tức cho quân kéo sang vương quốc láng giềng gây chiến. Dạ thưa đức vua, xin người hãy để con dẫn quân ra chặn đầu đoàn quân của họ ạ. Được, ta chờ tin tốt lành từ con. Tường Vi, ta phải lên đường dẹp giặc đây. Nàng hãy ở lại bình an nha, ta nhất định sẽ trở về với nàng. Chàng nhớ về với thiếp nha, mong chàng hãy bảo trọng và trở về an toàn. Thiếp ở nhà mong tin của chàng. Tiến lên! Muôn tàu đức vua, đội quân của phò mã Ambi đã bị thua trận rồi. Nhưng vua Hanse không dẫn quân hướng về phía hoàng cung. Hả? Người nói sao? Hả? Chẳng nhẽ người đâu? Chuẩn bị ngựa và binh sĩ theo ta. Báo tìm bằng được công chúa Tường Vi ra đây cho ta. Công chúa, người hãy cẩn thận. Chết rồi, nhanh chân lên công chúa. Công chúa Tường Vi, rất tiếc khi gặp phải công chúa trong hoàn cảnh này, nhưng số trời đã định, nàng là của ta. Không được động đến con gái của ta. Thì ra ngài là đức vua Hanse vương quốc láng giềng, nhưng xin ngài hiểu cho, ta và ngài chưa hề có hẹn ước gì nên ta không bao giờ là người của ngài hết. Và hơn cả, ta đã có chồng rồi. Trọn đời này của ta chỉ có một mình chàng ấy là chồng của ta mà thôi. Chồng của nàng đã chết rồi, hắn đã bại trận dưới lưỡi kiếm của ta. Ngài giết chàng ấy rồi sao? Ta chỉ có một người là chồng duy nhất mà thôi. Thưa cha, con xin lỗi cha. Người đã cố gắng lo lắng cho con nhiều quá rồi. Con sẽ đi theo chồng để bảo toàn hòa bình cho đất nước. Sau lời từ biệt, công chúa Tường Vi tung mình vào dòng thác bạc cuồn cuộn và mất tích trong dòng nước ồ ạt phía sau. Đức vua và Hanse kinh ngạc hét lên. Tường Vi! Tường Vi! Từ chỗ ấy, về sau người ta thấy một loại cây lạ mọc lên. Loại cây ấy ra hoa y hệt đóa hoa trắng mà chàng tiều phu Ambi đã tìm về cứu nàng, chỉ khác là có màu đỏ thắm. Cảm thương cho số phận nhiều điều bất hạnh của Tường Vi, bà tiên đỡ đầu đã ban cho bông hoa sự kiên cường để nó nở rộ bền bỉ bên dòng thác dữ. Cũng từ đó, nếu người lữ khách nào vô tình ngang qua soi nhìn dòng nước, sẽ thấy bóng phản chiếu của những đóa hoa mang màu mắt long lanh y hệt đôi mắt của nàng. Từ đó, hoa mang tên là Tường Vi, để tưởng nhớ đến nàng công chúa chung thủy.